lần xem mắt thứ 15. Anh không quan trọng về vẻ bề ngoài đâu, đang làm cứ tự nhiên nha. Thật em không có giống như trên mạng như anh nghĩ đâu. Anh không quan tâm thiệt, trên mạng là ảo mà. Tâm hồn của em mới chính là thứ anh quan tâm nhất. Cuối cùng thì cũng có người không quan tâm đến vẻ bề ngoài của em. Mình uống nước đi em. Dạ. À, anh nhớ là anh có việc gấp phải đi rồi. Mình hẹn gặp lại sau nha. Vậy nha. Anh. Hello em, nhớ anh không? Linh Anh, vị thẩm mỹ quốc tế.